Rồi, đầu cái video thì cho Tùng xin mến chào quý ông bà cô bác anh chị em gần xa nha. Chúc quý ông bà cô bác anh chị em gần xa có một ngày lễ 2 tháng 9 thật vui vẻ nha. Hôm nay thì Tùng với lại Hải anh em sẽ đi tìm kiếm săn bắt cua biển đêm, bắt hải sản. Đây Hải nè, chào cả nhà luôn. Đó. Hai anh em đi bắt cua, có cua, có cá, có gì đó thì Tùng sẽ quay về chia sẻ cho quý ông bà cô bác anh chị em gần xa xem nha. Thì quý ông bà cô bác anh chị em gần xa xem thấy video hai anh em lội lặn đêm cực khổ thì cho hai anh em một like, một đăng ký nha cả nhà. Rồi bây giờ thì mời cả nhà trải nghiệm theo hai anh em mình xuống dưới cái con khe dạch lá này đầu tiên nè, để đi tìm kiếm săn bắt cua nha. Đây anh Tùng phát hiện cái hang cua dưới nước nha cả nhà. Thật tướng đâu không có, anh thật cắn vô cái đụng luôn. Tắm cua nha cả nhà, quá im nha. Kiếm dây chói cả nhà, bố trời nó bố, bố quá trời bố, bố đi qua đây, đầu đen xuống đây, nó lạc chói nha cả nhà. Đâu mà hang tới không có mà vô không có ta. Chối xong mình đi tiếp nha cái này. Một em cua đầu tiên. Cái đàng hoàng nha. Mình phát hiện hai con cá thòi lòi nha cả nhà, nằm trong cái kẹt này nè, khó lấy lắm nha. Rồi bỏ đi một em, còn con ở đâu? Cặp bên đó luôn đó, nó nằm ở ngoài đông đó phải không? Ở dạ cái lò lá ra nằm dưới đó đó. Rồi đúng chưa, chạy xuống ngoài á. Rồi dính luôn, mình qua đây mình quay. Khỏi nha cả nhà, hai con này cả nhà, quay nha. Rồi đây đây cả nhà, cua bây giờ nằm trong kẹt dừa nha. Lè lui ra đi, lui ra đi. Đây anh Tùng nằm, anh Tùng ấy nguyên cái cục dừa nằm trong cái kẹt dừa này nha. Đây nè, xé ra nè, nằm đó, vô vô nè. Nằm trong o rồi. Thì chỉ thọc hoài không đụng cả nhà. Giúp một dừa lên nằm vậy luôn. Ủa. Cua đâu có nhỏ đâu, chả bá luôn. Cua khá im nữa nè. Đây. Nằm một cái. Một cái nữa nè cả nhà. Chả bá. Có xe lạc sẵn luôn. Xé dùm chối luôn cả nhà, khổ công xé cực. Trời ơi, bén gặm 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 gì gặm được hay vậy ta. Cỡ nào rồi cũng dính thôi. Mũi quá. Quá mũi hả? Mũi dữ dằn nha, đi đêm rồi. Phải nó mũi dữ dằn. Thôi. Cho vào. Tiếp cái nhà ơi. Nè,
này cả nhà. Đầu mắt hiện con cua đó nha. Chú da với nhánh bằng cái gì đó, cái đống trong này chuyển lên lên đó. Khá là im như thế nào, sao con càng vậy? Ủa, hai càng đó, hai càng đó, một càng đây em đây. Trời trời luôn, trời gì tiếp tục luôn. Như thế nào về thả ao cả nhà ơi, lâu đi đi mà có con giòn về mình thả vô cái ao nuôi kiếm kiếm thêm thu nhập cả nhà. Mốt mấy anh em tháo ra, mấy anh em kiếm người ít đặng một gạo ăn. Khoảng tháng 9 tháng 10 tuần tháo rồi. Hải đi qua đây cái mà Hải thấy con cá thò lòi trái nào như thế này, cho anh Tùng muốn chụp này nhổ đá luôn nha cả nhà, này hết thòn chưa? Vô. Đây mình phát hiện hang cua như thế này, rồi kêu anh Tùng lại, anh bảo bắt, mình cầm vỏ với giọt rồi, không có bắt được như thế này. Chú luôn. Đứng để bằng hay gì không lên. Phù trọng lớn nha. Trời ơi. Lên đi còn còn dưới nữa. Đó. Cá liền. Cái nói chung là hãy cầm vỏ rồi, không có tối. Lớn là quá trời ơi. Chung là sống mưu sinh, ngày nào Hải nghỉ thì đi với anh Tùng bắt cua, ngày nào đi làm thì thôi Hải ở nhà và chị vợ con. Lãnh mới đi được. Có con cám dừa hay gì? Trong kẹt này chắc có cá con dừa nữa nha cả nhà. Cám đổi xong cái mình thọt cái móc là biết có hay không thôi. Hôm nay trải nghiệm bắt cua đêm, cua vong nhỏ này là ngon cả nhà. Thả ao để kiếm thêm thu nhập nha. Khá là im luôn á. Phải khoảng chừng 2 tháng nữa mà là anh em mình tháo ra là kiếm tiền triệu nha. Giờ mình thọt cái móc đi ra. Con cá con dừa thiệt. Có trứng rồi hả? Nó mới quẩn này nè. Có thiệt à? Bự ạ. Trong cái kẹt này hình như có này gì nè. Xuống dưới luôn rồi.
giỡn cho xuống nữa trời. Mùi quá. Vô cái này. Có dừa nè. Rồi, không luôn. Cái này. Cái hành loại này cũng được bá luôn nha. Anh tụng vô xử lý rồi. Hay quá. Sao cha nổi. Đây. Quá gì. Cha mẹ luôn nha. Vô. Đồ quá. Cua nó đụng đống mà luôn nha cái này. Nó hang nằm rút cho nó. Thấy nó nằm kia luôn rồi. Móc toàn bộ thời gian luôn. Ghê nó chưa chịu da nữa. Ừ, nó còn mướn, còn móc nữa. Cua chắc gãy càng quá cả nhà. Từ từ. Không có đâu. Ra cái nhà. Khá là im. Trời, sạch sạch luôn. Xuống lửa nè. Dùng cái này. Để cho nó sạch sẽ. Trời ơi, rảnh quê à. Trái nè. Trời, trái nè. Nhà ha. Cái không. Chúng lón một cái. Khá là im. Con cá nó tìm chứ. Tại thế nào. Rồi, em cua nha. Anh Tùng mới là anh mò dưới đây đụng con cua mà biết có không nha. Cua. À. Ừ. Đâu? Cua đấy chắc gấp chậu. Cua đấy chắc gấp chậu. Cua nó nhọt. Cua đây. Cua cái đây. Được. Được. Rồi thấy nó nằm. Nó nằm nó tụt tụt. Không, 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 không
Kìa. Đó. Mua nó dày. Còn cái đó quýt đáng thằng luôn. Được. Chạy xuống này. Có con cua nhỏ nữa. Có con nhỏ nữa nha. Chỗ sẽ đi tiếp. Rồi. Cái cua nhỏ 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 này nếu mà bắt bán cho mấy người nuôi cũng 15 ngàn một con á nha. Nhỏ vậy thôi cũng 15 ngàn đó. Giờ thì Tùng không có bán nữa mà giờ Tùng có ao thả rồi cả nhà. Nếu mà thả được thì sang năm Tùng sẽ mướn ao nuôi luôn cả nhà. Ủa cả nhà. Thấy nha chạy không dám chạy xuống mà thấy nghi nghi gì à. Đâu có đặc sản hả? Mình lấy phải không? Đây là cua dừa. Con nha chạy lên rồi, hiểu rồi. Cái con nha chạy xuống mà thấy nghi nghi vậy. Cua đi mà. Con nha mà con nha không dám chạy xuống hang mà. Thấy cũng có điểm rồi đó. Rồi không cái gì không luôn đúng một tay không làm ăn gì được. Đây, hãy phát hiện cua này, hàng cua này, nó giấu cả ba luôn. Em bắt cua này có ai đâu. Con càng cái nhà cua này cua rồi nó bỏ càng ăn chóng à cua mới lột không mềm cua này nó mới lột xong
mất tiêu gần. Cạn còn nằm trong hang thì nó quẻ mất táo rồi. Cua này đem về thả ao. Đây phát hiện thêm cái hang cua nha cả nhà. Mới thấy nó chạy xuống luôn á. Khó bắt. Vòng đụng. Trời chưa đụng. Cốm gì đâu. Ủa sao thằng này lọc nhiều quá ta. Quá trời mũi. Làm hộp không chị da. Làm hộp. Lên tới cái chân. Chịu da. Dụ. Còn lột cái nhà. Xịn đất không. Rồi, vô. Rồi bây giờ thì mấy anh em cũng tắm rửa đi về cả nhà. Sáng thì sáng sớm ai cũng còn đi làm còn việc khác nữa cả nhà, hết lễ à. Sáng hôm nay là hết lễ rồi cả nhà, cuối lễ rồi. Thì bây giờ mấy anh em mình sẽ bắt được một ít thôi đi về, mình sẽ quay thành quả cho cả nhà cùng xem nha. Bây giờ thì mấy anh em mình đang trên đường tắm rửa xong. Đó. Quá nè hai anh em đi cực khổ cả nhà. Lâu ngồi lót ngót giáo ơi. Cái chuyện da thì không có được thuận lợi cho mấy nha cả nhà. Rồi mấy anh em về đây quay thành quả cả nhà. Thành quả hôm nay được mớ cá thà lồi chứ mớ cua. Nhà bỏ đây bỏ nghe không? Không. Cua thả không. Oh.
cua cả nè. Nhiều cua đó nha. Cá này bỏ gì luôn nè. Chết không? Mớ bà khía. Cá. Cá này gì chết không nè? Cá để luôn quá. Cá mở bỏ luôn này nè. Rồi, sau tuần xin kết thúc cái video nha. Hẹn cả nhà cái video tiếp theo. Cả nhà xem kênh thấy anh mấy anh em mình lội lặn thức khuya đi bắt cua hải sản hay thì ủng hộ cho mấy anh em mình nha. Cho mấy anh em mình xin một đăng ký một like để có động lực cho video. Hôm nay cũng có con nhái, con cá. Đổ đại nó đi, nó vừa cái gì đó đổ luôn đi. Cho nó sống nha. Rồi. Chết luôn. Chết không chết đâu. Yeah.